Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh IELTS Everyday. Bài ôn tập chúng ta hôm nay thì đã kéo dài từ 29 tới số 32. Trước tiên thì chúng ta sẽ đi cái bài đối thoại trong sách giáo khoa nha các bạn. 152, trang 152. Page 152. We will do the dialogue A, B, C and D together. Chúng ta sẽ đọc những cái bài đối thoại đó, A, B, C, D với nhau nhé. And now for dialogue A. You listen. George and Margaret are going to a wedding next Saturday. George and Margaret are going to a wedding next Saturday. George, what are you going to wear? My blue suit. My blue suit. Oh, George, you can't wear that. Why not? It's okay. No, it isn't. You need a new suit. Okay, I repeat the dialogue A again. George and Margaret are going to a wedding next Saturday. Vào thứ bảy kế, này, thì George và Margaret thì sao? Sẽ đi dự đám cưới. George, what are you going to wear? My blue suit. Tính là mặc một cái bộ vest mà màu xanh dương đó các bạn. Oh George, you can't wear that. Anh không có mặc cái đó được đâu. Why not? It's okay. No, it isn't. Không được đâu. You need a new suit. Anh phải mua bộ mới thôi à. À, nó như vậy. Now, we move on to dialogue B. For the dialogue B. Okay, George and Margaret, George và vợ mình, cô Margaret, are in a men's clothes shop. Men's clothes, okay. Quần áo của nam giới, men's clothes. Các bạn thấy cái dấu phẩy S đấy. Good morning, sir. Can I have you? Oh, yes, I am looking for a suit. Yes, sir. What size are you? 102. 102. What color do you want? What color do you want? Ông muốn cái màu nào? I don't know. Well, look over here. Hãy nhìn qua một loạt ở đây. Look over here. Đấy, là như vậy. All these suits are 102. Đấy. All these suits are 102. Tất cả những cái bộ này là đều cái cỡ là 102 hết đấy. Okay, I'll repeat again. George and Margaret are in a men's clothes shop. Các bạn thấy là là a shop. Đấy, chữ shop này được bổ nghĩa là bởi men's shop. Nhưng men như thế nào? Men's clothes, quần áo cho nam giới. Đứng phía trước chữ shop, bổ nghĩa chữ shop này. Good morning, sir. Can I help you? Yes, I'm looking for a suit. Yes, sir. What size are you? 102. And what color do you want? I don't know. Well, look over here. All these suits are 102. Dialogue C. Move on to dialogue C. George is showing some suits to Margaret. Okay. George now is showing some suits to Margaret. I'd like that one, Margaret. Oh, I don't like it. What about the gray one? No, I don't think so. This one. No. She's always says no. Cô ta luôn luôn nói không, 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 không hết trơn. Well, do you like this one? Các bạn thấy không? Cái chữ well đó là dừng một cái ý phía trước để bắt đầu một ý phía sau đấy. Mình đã nói về cái chữ well này nhiều lần. Yes, how much is it? 120 pounds. Okay, 120 bảng đấy. That's expensive. Okay, now I'll repeat the dialogue C. George is showing some sweets to Margaret. I like that one, Margaret. I don't like it. What about the gray one? No, I don't think so. This one? Còn cái này? No. Well, do you like this one? Yes. How much is it? 120 pounds. And that is expensive. The last conversation. The last dialogue. Bài đối thoại cuối cùng nha các bạn. The shop assistant is talking to George. Shop assistant, đấy. Các bạn thấy chữ SH, sir. Chữ assistant, sir. Đó. Một cái là ngậm môi
âm thanh đi ra khe lưỡi một cái là sir, tròn môi và âm thanh nó đi ra một khối luôn. Đó, là như vậy. Shop assistant. The shop assistant is talking to George. Well, sir, do you like the red suit? Yes, I do, but my wife doesn't. Oh, well, does she like the brown suit? Yes, she does, but I don't. Oh, dear, that's difficult. Not really. We both like the blue one. Can I try it on? À, có thể mặc thử hay không? À, cuối cùng là chọn cái màu xanh dương dạng vậy. Okay. Now I repeat the dialogue again, and this will be the last. The shop assistant is talking to George. Well, sir, do you like the dress suit? Yes, I do, but my wife doesn't. Oh, well, does she like the brown suit? Yes, she does, but I don't. Oh, dear, that's difficult. Not really. We both like the blue one. Can I try it on? Okay. For now, we finish the dialogue in the textbook. I think that we now move on. We should move on to the slide on the screen. We move on to the slide on the screen. Okay, now you pay attention to me. The slide on the screen. For the lesson 29, đối với cái bài số 29, thì chúng ta có một số điểm ngữ pháp là những cái the simple present tense of ordinary verb, những cái simple present tense, những cái thì mà thời gian hiện tại đây thôi của những cái động từ bình thường thôi, the ordinary verbs. Các bạn nghe lời giảng của mình là một phần, nhưng mà các bạn vẫn sẽ dừng video lại để đọc slide và để thấm nhuần nha các bạn. Luôn luôn là có cái là tự học, chỉ có tự học mới giúp cho mình thành công. Mình đang nói rất nghiêm túc với các bạn trong bất cứ lĩnh vực nào, chứ không phải chỉ mỗi trong ngoại ngữ này mà thôi nha. Vẫn phải tự học nha các bạn. Ok, nào cái ngoài cái động từ to be và to have mình học xong, những cái động từ khác là động từ thường thôi. Đấy, phải nhớ đặc biệt luôn luôn cả cái chủ từ mà ngôi thứ ba số ít, cái chủ từ mà anh ta, cô ta, nó gì gì đó, hoặc là một cái từ vựng, một cái quyển sách, một cái gì đó, ý nó là một ý, một cái một chủ ý mà thôi đấy, thì cái động từ trong câu này phải thêm s vào, luôn luôn phải thêm s lại đấy, hoặc là es nha. Rồi, các bạn phải thấm nhuần những cái ý này. For example, we have he likes. Anh ấy thích thì phải thêm chữ s vào đây. Đấy. Thích cái điều gì đấy? Nhạc trẻ thôi. He likes pop music. Okay. Or my brother goes to town every Saturday. My mother. Okay. My brother, my mother, my father. Okay. Someone. Một người một thôi các bạn. Nhé. Chủ từ ngôi thứ ba số ít. Goes to town. Thì lần đây là chẳng qua là nguyên âm thôi. Nguyên âm thì bạn thêm s. Đó. Có quy tắc của nó. Nguyên âm thôi. Nhìn lại bài học thì bạn sẽ nhớ ngay. Or Mr. Brown washes. Okay. Mr. Brown washes his car once a week. Đó. Tuần thì ông ta rửa một lần. Đó. Nói chuyện chung chung trong cái cuộc sống bình thường như vậy thôi. Thì cái động từ như vậy đó. Đó. Chia ra như vậy đó. Cứ quẳng như vậy. Cứ đem ra như vậy mà dùng mà thôi. Này. Còn đối với các ngôi khác, I, you, we, they. Này. Thì động từ để y nguyên như vậy là xong. Họ không thích bóng đá cho lắm. They dislike football. Đó. Họ không có thích mình khiêu vũ nhảy múa cho lắm. They dislike dancing. They thao sau cái chữ đó thêm chữ dancing vào phía sau này. Cứ nói gọn trở lại các bạn thấy không? Tiếng Anh là ý nói là cái gì, lấy cái động từ đó ra trước cái đã rồi sau đó nói ghép cái từ đó vô. Quan trọng là vậy. Luôn luôn phải để ý cái động từ làm gì đó, phải kiếm cái động từ cho bằng được, nghĩ trong não ra để bằng được, rồi sau đó thêm cái điều mình muốn nói vào đây, ghép từ là xong. Và những cái từ vựng này thì các bạn đã hiểu rồi, ghép vô theo đúng ý của mình. I do my homework in the evening. Thông thường trong buổi tối thì mình làm bài tập thôi. I do, không ES gì ở đây chứ. À, các bạn phải hiểu như vậy. Ok, for the negative and interrogative thì mình có những cái trợ từ các bạn. Cái trợ từ nó giúp mình đang nói tới cái thời gian là trong cái bối cảnh là hiện tại này nha. Chứ mình không có nói cho hôm qua hôm kia, mình cũng chẳng nói là tương lai gì đây cả. Mình đang nói tới những cái gì bình thường xảy ra hàng ngày. Giả sử như câu phủ định. À, thì là mình phải nói không thì mình không có thêm cái gì hết, mình dùng luôn nguyên cái cụm này. Đối với cái ngôi thứ ba số ít thì mình dùng là doesn't.
Còn cái phần khác là I, we, you, they thì don't. Cái don't mà thôi. Các bạn thấy không? The S, S. Các bạn dễ nhớ mà don't đó là giống như chữ do nè. Đó. Rất là dễ nhớ. Ok. She doesn't like classical music. Or we don't work on Saturday. Ok. Còn đối với câu hỏi thì đem nó ra trước. Những chữ nào mình phụ nè. Đó, phụ nè. Đó, mình đem những cái trợ từ ra phía trước. Y chang như vậy. Chỉ có rắc rối là ở chỗ là chủ từ ngôi thứ ba suýt mà thôi. The third person singular. Ok. For the subject of the third subject singular, you must employ theirs. Ok. And theirs should be put in front of the sentence. First, in front of the sentence. Luôn đặt ở vị trí đầu câu. We always put it from the beginning. Luôn luôn đặt ở phần đầu. Does Mr. Boone like films? Okay. Or do you speak English? Lại một lần nữa. You là dùng chữ do. Rất là dễ nhớ. Okay, we move on. Some expressions. I will repeat some expressions for you. Các bạn học thuộc lòng nhé các bạn nhé. For example, how old are you? Nó có thể nói qua đi cũng được. Đó, khi đọc nhanh được. How old are you? How old are you? What about? Nói vẫn được. What? Interviewer. Age. Complete. Computer. Date. To date. Động từ là to date thôi. À, làm cái hành động là đi. Đặt một cái ngày hẹn. Dislike, to dislike, or some kind of dislike. A form or to form. Form, pop, jazz, music, classical, occupation, personal, photograph, recreation, signatures, and surname, and first name. Okay, first name, you know that already. Now, we move on to the lesson 30. Some expression here. Why not? To get married. To be engaged. First, a person should to be in engagement, and then they get married, okay, and then they marry, okay. First engagement and then marrying. Engaged. To give. No. Đọc y chang chữ không á, nhưng mà chữ này động từ này có nghĩa là hiểu biết một điều gì đó. To love, to marry, to need, to travel. Travel, need, marry, love. No. Want, money, understand. Thing, furniture, dressing table, dishwasher, wardrobe, armchair, bookcase, chest of drawers, tumble dryer, clothes, tumble dryer, chest of drawers, bookcase, armchair, wardrobe, dishwasher, dressing table, furniture, think, understand, money, and want. Cái phần ngữ pháp ở cái bài 31 này thì các bạn sẽ phải để ý là cái thì the present continuous tense thì cái thì nè thì sao hiện tại nè mà đang là continuous này đang diễn tiếp diễn nè. À, thì còn có một cái mục tiêu khác là future intention. Đấy, dự định tương lai đấy các bạn. Thì khi mà bạn nghe thấy những cái từ vựng như là có cái ý lên lịch rồi chẳng hạn. Đó, hiện tại tiếp diễn có hai, hiện tại thì các bạn học được hai ý, đó là hiện nay đang xảy ra điều gì hoặc là đang lên lịch cho tương lai. À, có hai ý như vậy rồi đó. Okay. For example, what are you doing this week? Are you doing this week? Thế còn bạn đang làm gì tuần này? Không phải. No.
Is it a future of intention? I'm going away. Going away. Move out of the town. Move out of the town. Ra khỏi thành phố. Đi chơi nữa mà. Đi chơi xa. Từ vựng chúng ta phải học thôi. How long for? How long for? Just for 2 days. Just for 2 days. I'm going away. I'm going away. What kind is it? What kind is it? I think so. I think so. As soon as possible. Go away. Go away. Boot. Nếu thêm S vào mình biết ngay là một đôi luôn rồi. Hai chiếc. Đấy. Some boots and a boot. Change. To change. Economical. 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 Modern. Modern. A note. A note. Repair. To repair. Weekend. And kind. Một cái loại nào đó. Kind. Okay. Our vocabularies. The last of our vocabulary. Phần cuối cùng trong những cái phần từ vựng của chúng ta đấy. To wake up. To wake up. To get up. To rest up for dinner. To rest up for dinner. To go to bed. To have a bath. To catch a bus. Breakfast. To dictate. Dictate. Dictation là bài chính tả đấy các bạn. Okay. Dinner, dress, bath, duchess, duchess, get up, get up, interview, interview, mình phỏng vấn ai đấy, interview, okay, một cái là danh từ, một cái là động từ. A lunch, ordinary, ordinary, to reply, a reply, and then to reply, vừa động từ vừa danh từ luôn. Reporter, reporter, until, wake up. And interesting and busy, dressed and alive. Okay, now we have finished our review, our revision. But you know that you should always pay attention to what you study. Step by step, you know, when you practice, it makes progress. It makes a lot of progress with time. Okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Và hãy đăng ký kênh nếu như bạn nào chưa đăng ký kênh. Bài mình sẽ đưa ra còn rất là nhiều trong tương lai. Hy vọng rằng sẽ giúp ích cho các bạn. Cái mình đang lo lắng nhất là những bạn nào mà chưa biết đến kênh. Hầu như các bạn đó cũng rất muốn học. Mình không nói là những người bạn có khả năng và những cái điều kiện khác thì là mừng cho các bạn. Còn đối với những người nào mà loay hoay mà sự rất khá là yếu đó, mà trong cái mối quan hệ của các bạn hãy mạnh dạn chỉ cho các bạn đó kênh này của mình, mua quyển tập, mua cái bút và bỏ không gian thời gian ra mà học. Mình ước mong tất cả các mọi người đều được thành công. Mình chào tạm biệt.